nó cái sắc đấy thôi. Xịt khói rồi. Cứng rồi, chỗ nó cứng rồi. Rồi đi rồi có cao cao lên mình lô đất mới mình bằng cũng đẹp. Xe đi mà xuống đây mà bơi rồi xe mình xuống bơi chắc luôn có thấy thằng thấy lái. Cố lên đi. Nhìn là biết rồi. Thôi mình vô mình nấu nước sôi mình pha cà phê uống các bạn ơi. Mình châm bằng củi. Củi dịch này mình không nên đi lung tung. Nên mình ra vườn nấu nước sôi chỉ cà phê uống cho nó khỏe khỏi cần phải đi tìm này kia. Trời sắp mưa âm u. Đây là chuẩn bị những cái tre để mình nấu đỡ vài bữa mà mấy cái đài lấy ga có đóng cửa thì mình còn có củi mà nấu. Đây là khẩu rừng vừa mình trồng giờ nó vừa cỏ vừa rau.
Đây là cái đâm rau buổi trước bên trong, giờ nó không xanh âm rồi. Mình không có bơm thuốc sâu nên sâu nó ăn rất là nhiều.